Thời báo xin trân trọng kính chào quý khán giả đến với chuyên mục tin tức tổng hợp trong tuần ở Canada và tin vắn vào ngày 23 tháng 3 năm 2022 do Thời báo Newspaper thực hiện. Sau đây kính mời quý vị khán giả đón xem một số tin tức nổi bật vào ngày hôm nay. Tin Canada. Canada bỏ xét nghiệm trước khi nhập cảnh. Mỗi người lớn ở tỉnh bang Quebec sẽ được chính quyền tỉnh bang cho 500 đô la. WSO tạm ngưng xét duyệt vaccine Medicago của Canada. CAA mở chiến dịch bầu chọn con đường tệ nhất Ontario. Học sinh Toronto tuần hành phản đối việc chấm dứt đeo khẩu trang. Tin vắn. Nữ hoàng Anh đau lòng vì các con đổ vỡ hôn nhân. Canada bỏ xét nghiệm trước khi nhập cảnh. Chính phủ liên bang tuần qua loan báo rằng họ sẽ loại bỏ đòi hỏi xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh đối với những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ đến Canada, loại bỏ một rào cản quan trọng đối với dòng người đi lại. Tổng trưởng Y tế Janet Douglas cho biết các tỷ lệ tiêm chủng cao và số ca nhiễm COVID-19 ổn định. Ottawa hiện cảm thấy thoải mái với việc giảm bớt các hạn chế đối với du khách đến Canada. Thay đổi sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 4. Chính phủ đã phải đối mặt với áp lực từ những người thường xuyên đi du lịch, các thị trấn biên giới, một số chuyên gia y tế, đảng bảo thủ đối lập, các hãng hàng không và các nhà khai thác du lịch để hủy bỏ việc xét nghiệm trước khi nhập cảnh. Một quy định mà một số người chỉ trích là tốn kém và vô nghĩa ở giai đoạn này của đại dịch. Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, khách du lịch sẽ không cần phải làm xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 trước khi vào Canada. Nếu bạn đã tiêm 2 mũi vaccine được chấp nhận hoặc một liều của Johnson & Johnson, bạn có thể qua biên giới theo cách tương tự như cách mọi thứ diễn ra trước đại dịch. Tuy nhiên, du khách đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ vẫn cần hoàn thành bản câu hỏi trong ứng dụng di động Arrival hoặc trên trang web của chính phủ trước khi đến gần cửa biên giới. Du khách sẽ được yêu cầu trả lời một loạt câu hỏi về tình trạng, tiêm chủng và lịch sử du lịch. Mặc dù không còn cần xét nghiệm kể từ ngày 1 tháng 4, nhưng những du khách có triệu chứng sẽ không được phép vào Canada. Bạn có cần xét nghiệm để đi du lịch đến các nước khác hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào nơi bạn muốn đến. Một số quốc gia như Vương quốc Anh kể từ ngày 18 tháng 3 không đòi hỏi xét nghiệm trước khi nhập cảnh. Nếu bạn đến xứ Anh, không cần xét nghiệm dưới bất kỳ hình thức nào, ngay cả khi bạn chưa được tiêm chủng. Có các đòi hỏi khác nhau đối với các vùng khác của Vương quốc Anh như Scotland. Nếu đến Hoa Kỳ bằng đường hàng không, bạn sẽ vẫn được yêu cầu làm xét nghiệm kháng nguyên không quá một ngày trước khi khởi hành. Tất cả những người không phải là công dân Hoa Kỳ đi máy bay đến Hoa Kỳ phải được tiêm phòng đầy đủ để lên máy bay đến quốc gia đó. Nếu đã được tiêm chủng đầy đủ và đến Hoa Kỳ bằng đường bộ hoặc bằng phà thì không cần xét nghiệm. Hoa Kỳ đã bỏ các yêu cầu xét nghiệm đối với khách du lịch trên bộ vào tháng 10 năm ngoái. Giờ đây, Canada đã loại bỏ đòi hỏi xét nghiệm trước khi nhập cảnh. Những khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ có thể băng qua biên giới đất liền Canada-Hoa Kỳ giống như họ đã làm trước khi đại dịch tấn công. Mặc dù bây giờ, những người vào Canada sẽ vẫn phải điền vào bản câu hỏi Arrival mỗi khi họ thực hiện chuyến đi. Vấn đề đeo khẩu trang đi du lịch sẽ như thế nào? Tổng trưởng Giao thông Vận tải Omar O'Hara cho biết, du khách đi máy bay và xe lửa sẽ vẫn phải đeo khẩu trang tại phi cảng và nhà ga, cũng như khi ngồi trên máy bay hay xe lửa, trong khi một số tỉnh bang và vùng lãnh thổ đã bãi bỏ quy định đeo khẩu trang hoặc đang chuẩn bị làm như vậy. Chính phủ liên bang yêu cầu các ngành vận tải do liên bang quản lý thực hiện thực thi việc đeo khẩu trang trên máy bay, xe lửa và một số tàu đường thủy. Tiêm chủng đầy đủ là như thế nào? Để đủ điều kiện là tiêm chủng đầy đủ khi đến Canada, bạn phải nhận ít nhất 2 liều vaccine được chấp nhận khi đi du lịch hoặc ít nhất 1 liều vaccine Johnson & Johnson. Bạn phải tiêm liều thứ 2 ít nhất 14 ngày trước khi vào Canada. Mỗi người lớn ở tỉnh bang Quebec sẽ được chính quyền tỉnh bang cho 500 đô la. Trong hôm thứ Ba ngày 22 tháng 3, ông Bộ trưởng Tài chính của tỉnh bang Quebec đã công bố ngân sách cho năm 2022-2023. Theo ông Bộ trưởng, thì nền kinh tế tỉnh bang Quebec đã phục hồi mạnh mẽ sau thời đại dịch COVID, với mức gia tăng sản lượng nội địa GDP 6.3% trong năm 2021 và tỷ lệ GDP trong năm 2022 này là ước lượng 2.7%.
Theo bản tường trình của ông Bộ trưởng Tài chính thì ngân sách năm nay sẽ thiếu hụt 6.5 tỷ đô la. Phần lớn số tiền thiếu hụt trong ngân sách là trong lĩnh vực y tế và giáo dục, những lĩnh vực mà chính quyền tỉnh bang Quebec đã phải chi tiêu nhiều trong thời đại dịch COVID. Ông Bộ trưởng Tài chính tỉnh bang Quebec cũng loan báo là tất cả cư dân trong tỉnh bang mà lợi tức trong năm 2021 ít hơn 100.000 đô la sẽ được chính quyền tỉnh bang gửi cho 500. Muốn nhận được số tiền 500 này, cư dân trong tỉnh bang sẽ phải khai thuế lợi tức trong năm 2021 và sở thuế tỉnh bang Quebec sẽ dựa vào tờ khai thuế mà chuyển tiền cho những người đủ điều kiện. WHO tạm ngưng xét duyệt vaccine Medicago của Canada. Canada đã phê duyệt vaccine Covid-19 mới từ nhà sản xuất Medicago vào tháng trước, trở thành quốc gia đầu tiên làm như vậy. Tuy nhiên là những nỗ lực của công ty dược phẩm sinh học có trụ sở tại Quebec City để cho phép loại thuốc này được sử dụng ở các quốc gia khác đã bị gián đoạn trong tuần này sau khi một giới chức Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết nó rất có thể sẽ không được chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vì Medicago thuộc sở hữu một phần của nhà sản xuất thuốc lá Philip Morris International. Marianne Gela-Simon, phụ tá tổng giám đốc của WHO đã trích dẫn Hiệp ước kiểm soát thuốc của tổ chức này cấm liên can đến các công ty thuốc lá trong một cuộc họp báo tuần qua, nơi bà thông báo việc phê duyệt Covid-19 bị tạm dừng. Canada là một trong 182 nước ký vào công ước khung của WHO để kiểm soát thuốc lá hoặc ký kết năm 2005, kêu gọi các thành viên bảo vệ các chính sách sức khỏe cộng đồng khỏi các lợi ích thương mại và các lợi ích khác của kỹ nghệ thuốc lá. Trong một tuyên bố với CTV News, Bộ Y tế Canada cho biết họ ủng hộ đầu tư vào vaccine của Medicago và thỏa thuận này không bị vi phạm. Liệu WHO có đảo ngược quyết định hay không vẫn còn phải chờ xem, nhưng trong thời gian chờ đợi thì Bộ Y tế Canada cho biết họ đã sẵn sàng chia sẻ đánh giá của mình đối với Covid-19 và cho biết họ sẽ yểm trợ việc cấp phép ở các quốc gia khác, cũng như cho phép các quốc gia khác tiếp cận các nguồn cung cấp vaccine Covid-19 có thể có trong những tháng tới. Medicago cho biết họ tin rằng quyết định của WHO dựa trên các cổ đông của công ty, chứ không phải là tính an toàn và hiệu quả đã được chứng minh và vaccine của chúng tôi. Philip Morris Investment, một công ty phụ thuộc Philip Morris International, là cổ đông của Medicago từ năm 2008 và làm chủ khoảng 1/3 công ty. Theo trang web của công ty sản xuất thuốc lá Thụy Sĩ, Mỹ, tập đoàn Mitsubishi Tanabe Pharma có trụ sở tại Nhật Bản là cổ đông chính của Medicago. Chính phủ liên bang đã công bố một thỏa thuận trị giá 173 triệu đô la vào năm 2020 để giúp Medicago phát triển vaccine và mở rộng cơ sở sản xuất. Chính phủ cũng đã đặt mua 76 triệu liều Covid-19. GlaxoSmithKline đã hợp tác với công ty để sử dụng các protein có nguồn gốc thực vật để tạo ra các loại vaccine, mà khi phê duyệt Bộ Y tế Canada cho biết có hiệu quả 71% đối với nhiễm trùng có triệu chứng và 100% hiệu quả đối với bệnh nặng do Covid-19 gây ra. Việc chấp thuận vaccine Covid-19 tại Canada đã tạo ra một tiếng vang trong một số người do dự về vaccine. Một số người Quebec nói với CTV News rằng họ đã tránh các loại vaccine dựa trên mRNA khác đặc biệt để chờ vaccine dựa trên thực vật được cấp phép ở Canada. CAA mở chiến dịch bầu chọn con đường tệ nhất Ontario. Hiệp hội xe hơi Canadian Automobile Association CAA vừa mở chiến dịch bầu chọn đường xấu nhất hàng năm lần thứ 18 của mình. Teresa DeFelias, phó chủ tịch phụ trách quan hệ cộng đồng tại CAA, South Central Ontario, cho biết những lời phàn nàn phổ biến nhất mà công ty nhận được từ các thành viên là tình trạng mặt đường cũng như là ổ gà và các vết nứt trên đường. 65% người trả lời cuộc khảo sát của chúng tôi nói rằng họ phải giảm tốc độ khi nhìn thấy ổ gà. 64% phải quay đầu xe, vì vậy đây là một trong những vấn đề an toàn mà chúng ta cần phải giải quyết. Sau chiến dịch bầu chọn những con đường tồi tệ nhất, năm 2021, Victoria Road ở Prince Edward County đã đứng đầu. Trong vùng GTA và Hamilton, Barton Street East ở Hamilton đứng thứ 3 trong danh sách, còn Arlington Avenue East và Arlington Avenue West lần lượt được xếp thứ 5 và thứ 7. Khi được hỏi về hiệu quả của các chiến dịch, thì bà cho biết những chiến dịch trước đây đã dẫn đến việc đường Dufferin ở Toronto được sửa chữa sớm hơn dự kiến. Mọi người có thể bỏ phiếu về các vấn đề từ kẹt xe ổ gà, bản báo đường kém và thời gian của đèn giao thông trong khu vực mình sống. Các đề cử những con đường tệ nhất có thể gửi cho đến ngày 19 tháng 4.
Danh sách cuối cùng sẽ được dự kiến công bố vào tháng 6 tới đây. Chiến dịch diễn ra trong lúc ở Toronto và các vùng khác của Ontario, số ổ gà gia tăng sau mùa đông vừa qua. Học sinh Toronto tuần hành phản đối việc chấm dứt đeo khẩu trang. Vào ngày đầu tiên trở lại lớp sau kỳ nghỉ March Break, một số học sinh trung học ở Toronto đã ra khỏi lớp để phản đối việc chấm dứt quy định đeo khẩu trang ở các trường học ở Ontario. 11 trường học ở Toronto đã lên kế hoạch tham gia tuần hành trên toàn tỉnh bang. Hàng chục học sinh của Albert Campbell College Institute ở Scarborough rời khỏi lớp học lúc 11 giờ sáng, với nhiều người cầm bảng yêu cầu duy trì đeo khẩu trang trong ít nhất 2 tuần nữa. Cuộc biểu tình kéo dài trong khoảng 1 giờ. Việc đeo khẩu trang đã giúp chúng tôi trong suốt đại dịch và tôi nghĩ chúng tôi nên tiếp tục vì sẽ giúp chúng tôi nhiều hơn nữa, một học sinh cho biết. Tôi cảm thấy rất không an toàn, tôi sống với cha mẹ già và tôi phải bảo vệ họ. Sophia, một trong những người tổ chức, cho biết hơn 50 trường học ở Ontario đã lên kế hoạch tham gia cuộc tuần hành, bao gồm biểu tình bên ngoài trường học và tuần hành đến các văn phòng MPP địa phương. Vẫn chưa rõ có bao nhiêu trường học thực sự tham gia hoặc bao nhiêu sinh viên tham gia. Cuộc biểu tình diễn ra khi chính phủ Ford dỡ bỏ quy định về đeo khẩu trang. Với việc đeo khẩu trang không phải bắt buộc ở hầu hết các khu vực công cộng trong nhà, bao gồm cả trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em và cửa tiệm, nhóm học sinh tổ chức cuộc biểu tình Ontario Student for COVID Safety cho biết việc bỏ quy định đeo khẩu trang sẽ khiến các trường hợp gặp rủi ro. Họ đang kêu gọi mở rộng thời gian đeo khẩu trang, mở rộng quyền được xét nghiệm PCR cho học sinh và nhân viên, và thông báo các trường hợp nhiễm COVID-19. Tuần trước, Giám đốc Y tế Ontario, bác sĩ Kieran Moore, đã từ chối các đề xuất kéo dài thời gian quy định đeo khẩu trang tại trường học ở nhiều vùng. Trong đó có Toronto District School Board, Chủ tịch TDSB Alexander Brown đã yêu cầu thêm thời gian cho việc dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ trong trường học. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng với đỉnh Omicron đã qua, Ontario đã có thể thận trọng và dần dần vượt qua các mốc mở cửa trở lại. Tuy nhiên, Hội đồng Giáo dục Hamilton cho biết họ sẽ tiếp tục duy trì quy định này trong 2 tuần nữa, bất chấp lệnh của tỉnh bang. Các giới chức Ontario cho biết quyết định dỡ bỏ các quy tắc đeo khẩu trang được đưa ra dựa trên số trường hợp COVID-19 và các trường hợp nhập viện giảm nhiều. Các yêu cầu về đeo khẩu trang sẽ áp dụng đối với các phương tiện công cộng, dịch vụ chăm sóc dài hạn, nhà hưu trí và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác, nhà tạm trú, nhà tù và cơ sở chăm sóc người khuyết tật. Tỉnh bang cho biết các quy định về đeo khẩu trang sẽ kết thúc ở tất cả những nơi này vào ngày 27 tháng 4 sắp tới. Sau đây kính mời quý vị khán giả cùng đón xem một số tin vắn nổi bật. Nữ Hoàng Anh đau lòng vì các con đổ vỡ hôn nhân. Nữ hoàng Anh Elizabeth rất buồn khi 3 trong 4 cuộc hôn nhân của các con đều đổ vỡ. Theo một cuốn tiểu thuyết mới về hoàng gia, Queen of Our Time, The Life of the Queen Elizabeth II, Nữ hoàng trong thời đại của chúng ta, cuộc đời nữ hoàng Elizabeth. Tác phẩm Robert Harman viết trong cuốn sách, dù hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nữ hoàng đặc biệt buồn bã khi nhắc tới các cuộc hôn nhân có kết thúc buồn của 3 người con. Một cựu nhân viên từng làm cho hoàng gia chia sẻ thỉnh thoảng người đó lại cảm nhận được nỗi đau lòng của bà. 3 người con của nữ hoàng 95 tuổi là thái tử George, hoàng tử Andrew và công chúa Annie đều từng ly hôn. Hoàng tử Úc Edward là người con duy nhất duy trì cuộc hôn nhân viên mãn từ năm 1999. Một cựu nhân viên cung điện đã tiết lộ các tác giả Harman rằng nữ hoàng đau buồn nhiều hơn so với những gì bà thể hiện. Người này cho biết, tôi nhiều lần an ủi bà rằng chuyện ly hôn đang thường thấy xảy ra khắp nơi. Bà ấy chỉ nói 3 trên 4 người với nỗi buồn bã và bất mãn. Không nên xem nhẹ nỗi đau của bà. Dù vậy, một cựu phát ngôn viên của nữ hoàng Anh tiết lộ trong cuốn sách rằng nữ hoàng luôn giữ thái độ bình tĩnh khi 3 cuộc hôn nhân của các con đổ vỡ. Ông khẳng định nữ hoàng không bao giờ cáu khỉnh mà hoàn toàn bình tĩnh. Ông chia sẻ với Harman, vấn đề này đôi khi rất xấu hổ, nhưng nữ hoàng tiếp tục giải quyết chúng, thật yên tâm khi làm việc cho một người không bị khuất phục trước những tình cảnh như vậy. Các nhân viên đều rất khâm phục với cách nữ hoàng giải quyết những lùm xùm xung quanh thái tử George và công nương Diana. Harman cho biết, bà bình tĩnh trước nghịch cảnh như thể không có điều gì xảy ra. Bà học theo cách phản ứng của cha mình những ngày đi biển bình tĩnh đương đầu với đại dương. Dù nữ hoàng đôi khi bị đánh giá phản ứng chậm, Harman khẳng định bà chưa bao giờ bối rối. Tác giả nhấn mạnh bà luôn tĩnh tâm khi đối mặt với khủng hoảng.
Hatrichs, 73 tuổi, và cố công nương Diana ly hôn vào năm 1996 sau 15 năm chung sống. Ông khi đó thừa nhận đã có mối quan hệ tình cảm lâu dài với bà Camilla, người cùng ông tái hôn vào năm 2005 và sẽ trở thành vương hậu nước Anh khi thái tử lên ngôi. Công chúa Anna, 71 tuổi, kết hôn với đại úy Mark Phillips từ năm 1973 và ly dị vào năm 1992. Bà sau đó tái hôn với sĩ quan quân Timothy Lawrence. Hoàng tử Andrew, 62 tuổi, kết hôn với vợ Sarah vào năm 1986 và duy trì cuộc hôn nhân tới năm 1996. Hoàng tử Edward, 58 tuổi, con trai út của nữ hoàng, là người duy nhất có cuộc hôn nhân viên mãn cùng Sophia, nữ bá tước của xứ Wessex từ năm 1999. Ngày 6 tháng 2 năm 1952, nữ hoàng Anne Elizabeth II trở thành người kế vị sau khi vua cha George qua đời. Một năm sau tang lễ của vua George, nữ hoàng Elizabeth II tổ chức lễ đăng quang tại tu viện Westminster London của nước Anh ở tuổi 27. Thưa quý khán giả, tin tức vừa rồi đã tạm ngưng lại chương trình tin tức tổng hợp trong tuần ngày hôm nay của Thời báo Media. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn nút yêu thích và chia sẻ video của chúng tôi cũng như để lại bình luận bên dưới. Thời báo chúc cho quý vị có những ngày làm việc ấm áp và an lành bên gia đình và bạn bè. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tổng hợp tiếp theo của chúng tôi trên kênh YouTube Thời báo Media.